Tóm lại, kết cấu của tài khoản nguồn vốn thì ngược so với kết cấu của tài khoản tài sản. Có nghĩa là gì? Phát sinh tăng ghi bên có, phát sinh giảm ghi bên nợ và số dư ở bên có. Các bạn chỉ cần nhớ được cái câu kết cấu như vậy thôi.